Bến bờ hạnh phúc là nơi mà bạn có thể an cư, sống mở rộng trái tim, trải nghiệm và yêu thương. Nơi làm trẻ lại tâm hồn người lớn và nuôi dưỡng ước mơ trẻ nhỏ. Nơi để hy vọng và để đạt trọn niềm tin. Và bây giờ, gói trọn tất cả, đây chính là nơi biến ước mơ xanh của mọi gia đình trở thành hiện thực. Eco Town, một không gian xanh ngay giữa lòng đô thị. Eco Town sở hữu vị trí lý tưởng chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất 15 phút, trung tâm quận 1 30 phút, ga tàu điện ngầm Tham Lương 10 phút, trung tâm hành chánh và trường học các cấp 5 phút. Là một điểm sáng giữa Sài Gòn hối hả, Eco Town mở ra một bức tranh sơn thủy xanh mát, gần gũi với quê nhà, buồng chuối, vườn cao, khóm rau xanh, tiếng rì rào lũy tre làng, thấu cảm được những hoài niệm bình dị của mọi người. Phúc Khang ấp ủ, nung nấu và quyết tâm xây dựng một cộng đồng xanh đầy nhân văn ngay trong lòng thành phố. Phối hợp với các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm của công ty Space Matrix Singapore, Phúc Khang đã mang đến thiết kế xanh và tối giản việc bê tông hóa cho toàn bộ khuôn viên ngôi nhà. Tại Eco Town, thiết kế luôn tính toán đến việc tiết kiệm năng lượng, tận dụng tối đa ánh sáng, nước mưa, luồng gió để tạo một không khí mát mẻ và đảm bảo sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Eco Town đích thực sẽ là nơi tích hợp nhiều tiện ích của một khu dân cư văn minh, hiện đại và giàu tính nhân văn như khu công viên đa năng, khu hồ bơi, khu giải trí, khu cà phê sân vườn thoáng mát. Eco Town còn mang lại một cuộc sống xanh tươi đẹp cho cả gia đình với những giá trị hạnh phúc lâu bền, quý giá. Đây là nơi con trẻ có khoảng xanh khám phá và nô đùa, nơi gặt hái hoa trái ngọt lành với những cây trồng quê hương, nơi người già an nhiên tận hưởng phúc lành bên con cháu. Trồng rau nơi vườn nhà, mẹ dạy con vun xới cho tương lai nở hoa. Eco Town, nơi mà tình thân hữu láng giềng dễ dàng gắn kết, chan hòa, bởi phân cách giữa các nhà không phải là hàng rào bê tông khô cứng, mà sẽ được thay thế bằng những dầu cây thấp tầng. Không gian vì thế cũng trở nên rộng rãi và thân thiện hơn. Sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn sẽ được hòa mình vào không gian xanh ngát trước nhà hay tản bộ, vui đùa với gia đình trong khu công viên nội khu, cảm nhận làn gió tươi mát nhẹ đưa qua những khóm cây, lắng nghe tiếng chim non ríu rít truyền cành. Hạnh phúc đôi khi chỉ bắt đầu từ những điều đơn giản. Chỉ cần bạn hy vọng, hãy tin tưởng chúng tôi, Eco Town sẽ giúp bạn xây dựng tổ ấm trong một không gian tràn ngập tình yêu. Dù hơi thở thành thị ngay sau lưng nhà bạn, nhưng cả gia đình đều có thể tự do tận hưởng những đêm yên bình bởi đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp luôn thức để mọi người có được giấc ngủ thật an lành. Nắm bắt cơ hội này, bạn sẽ cảm thấy mình thật may mắn vì những giá trị tiện ích nhân văn mà Eco Town mang đến cho mình và gia đình. Hãy trở thành cư dân trong cộng đồng Eco Town để bạn có thể gieo hạt cho những ước mơ tốt đẹp, vun trồng những mảng xanh về một tương lai của tình yêu, của hy vọng và gặt hái những đóa hồng của niềm tin và may mắn. Eco Town, không gian xanh thơ mộng giữa lòng thành phố. Eco Town, cộng đồng xanh, văn minh, tiết kiệm. Một sản phẩm của Phúc Khang Corporation.